Cô gái sinh năm 2000, quê ở Nghệ An, vượt qua nghịch cảnh, xuất sắc đỗ bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chuyên ngành ung thư và tự hào trở thành đảng viên trẻ. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Đình Vũ. Theo báo Sinh viên Việt Nam chia sẻ, cô gái sinh năm 2000 Nguyễn Thị Nguyệt tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại giỏi của trường Đại học Y Hà Nội, phân hiệu tại Thanh Hóa. Với nghị lực vượt lên số phận cùng tình yêu mãnh liệt dành cho ngành y, cô gái gốc Nghệ An đã chinh phục kỳ thi khốc liệt nhất của trường Đại học Y Hà Nội, trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư năm thứ nhất. Nguyễn Thị Nguyệt, thứ tự 68, ung thư Đại học Y Hà Nội. Đại học Y Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Đây là ngôi trường được rất nhiều người mong muốn có thể theo học. Nhưng việc thi đỗ vào đây là điều không hề dễ dàng. Điểm chuẩn để thi đỗ vào trường hàng năm đều rất cao, có những chuyên ngành lấy điểm thuộc top cao nhất cả nước. Thi đỗ vào trường đã khó, nhưng việc theo học 6 năm đại học tiếp theo còn khó khăn hơn rất nhiều. Ngành y luôn luôn đòi hỏi người học phải có tình yêu mãnh liệt với ngành thì mới có thể học tốt được. Vậy mà cô gái trẻ Nguyễn Thị Nguyệt dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa với tấm bằng giỏi. Đây là điều khiến tất cả chúng ta rất khâm phục. Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ: "Em sinh ra và lớn lên tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Gia đình em làm ruộng, có 5 anh chị em. Em gái em đang phải khám và điều trị thuốc hàng tháng. Cả 5 chị em đều đang theo học đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở. Nên mẹ em phải tranh thủ đi làm thêm công nhân vệ sinh ở chợ gần nhà vào buổi tối để nuôi các con đi học. Sức khỏe của bố mẹ cũng không tốt. Mẹ em bị thoát vị đĩa đệm nhưng không dám điều trị vì là trụ cột chính trong gia đình, chỉ sợ nghỉ ngơi thì không có tiền cho các con đi học." Thử đặt tình huống với một gia đình thuộc ở dạng có kinh tế khá giả thì việc chăm sóc và nuôi 5 con ăn học chắc chắn vẫn là một thách thức không hề đơn giản. Mỗi tháng phải tiêu tốn tiền chục đến tiền vài chục triệu cũng có khi. Như thế đủ thấy được bố mẹ của em Nguyệt phải cố gắng làm việc đến nhường nào, và chính em cũng phải đi làm thêm sau những giờ học để có thể phụ giúp cho bố mẹ. Em Nguyệt chia sẻ: "Em đã đi làm thêm ở quán cà phê, phục vụ ở quán nước, bán đồ nông sản ở lề đường, làm gia sư, nhân viên lễ tân, đánh máy kết quả, dọn dẹp vệ sinh ở phòng khám tư để có tiền trang trải cho việc thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Em thấy những công việc làm thêm đã giúp em có thêm thu nhập để trang trải học phí và phí sinh hoạt thường ngày. Em còn có thể tích góp để hỗ trợ bố mẹ trong những lúc gia đình gặp khó khăn. Việc đi làm thêm giúp em vượt qua được nỗi sợ về sự tự ti. Em dũng cảm chấp nhận bản thân và gia đình. Hơn nữa, khi được tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau, em hiểu được sự vất vả của các ngành nghề. Điều đó giúp em trân trọng, học được cách quản lý tiền bạc và thời gian. Trong quá trình đi làm thêm, em cũng đã gặp gỡ được nhiều anh chị, xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh, gặp được những người tốt. Những bạn nào đang đi học, đang là sinh viên mà có điều kiện tốt từ gia đình, chỉ cần tập trung học tập tốt là đủ, không cần phải lo toan cơm áo gạo tiền, thì hy vọng các bạn hãy biết trân trọng điều đó, vì ở ngoài kia còn nhiều bạn vừa phải đi học, vừa phải lo kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân, lo tiền học phí, thậm chí còn phải lo thêm tiền gửi về giúp đỡ bố mẹ để nuôi các em ăn học." Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Thị Nguyệt đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại giỏi của trường Đại học Y Hà Nội, phân hiệu tại Thanh Hóa. Em chia sẻ: "6 năm không ngắn cũng không dài, hoàn cảnh gia đình em cũng rất khó khăn. Em từng có thời gian nghĩ rằng em không thể tiếp tục đi học được nữa. Em từng tự ti so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng chưa thử thì không biết được khả năng của bản thân sẽ lớn đến đâu. Chúng ta chỉ đang tự giới hạn cho bản thân trong sự sợ hãi. Em từng thắc mắc rất nhiều điều gắn liền với nỗi sợ hãi. Liệu gia đình có đủ sức để nuôi em đi học không? Liệu việc đi làm thêm hay tham gia các hoạt động có ảnh hưởng đến việc học tập của em nhiều không? Việc đứng ra trước tập thể có làm em xấu hổ và tự ti hơn không? Nhưng khi bắt tay lên kế hoạch và làm từ những bước đi nhỏ nhất, em thấy mọi thứ cũng không phải là không thể. Cứ dũng cảm lựa chọn thì nhất định sẽ vượt qua được nghịch cảnh." Không dừng lại ở đó, em Nguyễn Thị Nguyệt đã tiếp tục dự thi vào kỳ thi được đánh giá là khốc liệt nhất của trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi bác sĩ nội trú. Sau những ngày tháng ôn luyện vất vả, em đã xuất sắc đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư. Và hiện tại, em đã trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư năm thứ nhất. Chắc chắn, ngoài những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua những khó khăn về nỗi lo cơm áo gạo tiền, thì em Nguyệt phải có tình yêu rất mãnh liệt với ngành y thì mới có thể giúp em tiến xa được như hiện tại. Để biết thêm về bác sĩ nội trú là gì và kỳ thi này khó khăn ra sao, chúng ta hãy cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Giang, trưởng phòng quản lý đào tạo sau đại học, trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ. Bác sĩ nội trú là kỳ thi vừa khốc liệt, vừa độc đáo và mang đầy vẻ đẹp y khoa. Khi mỗi sinh viên y khoa chỉ được dự thi bác sĩ nội trú duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Cách đây khoảng 50 năm, vào năm 1974, lãnh đạo Bộ Y tế và trường Đại học Y Hà Nội quyết định tổ chức một kỳ thi lựa chọn ra những sinh viên ưu tú nhất để học bác sĩ nội trú làm hạt giống trong y tế khi đất nước thống nhất. Tính cạnh tranh cũng rất lớn. Bác sĩ nội trú là con đường ngắn nhất để trở thành bác sĩ giỏi. Khi bước chân vào cổng trường Đại học Y Hà Nội, sinh viên y khoa đã thấm nhuần điều này. Những khốc liệt của kỳ thi bác sĩ nội trú không phải để làm khó thí sinh, mà để chọn được thí sinh xứng đáng nhất với ngành y. Với 9 môn thi, không có giới hạn, không có định hướng,
tất cả phải học từ đầu đến cuối. Không những phải đọc giáo trình, sách tham khảo trong nước, mà có những môn phải đọc sách tham khảo của nước ngoài. Các bạn thi bác sĩ nội trú chia sẻ là phải đọc sách tính theo cân, chứ không còn tính theo quyển nữa. Trên một số trang mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục với những thành tích mà cô gái trẻ Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 2000 đã đạt được. Đã sinh lại còn học giỏi, đã giỏi lại còn y, đã y lại còn bác sĩ nội trú, đã nội trú lại còn xuất sắc. Một bông hoa đẹp rực rỡ giữa muôn vàn loài hoa, chúc mừng con nhân tài của đất nước. Nghệ An quê tôi là đất học và những con người chịu khó, chúc mừng em. Cháu thật có chí, ngưỡng mộ cháu, chắc chắn cháu sẽ thành công. Vào tháng 10 năm 2023, cô gái trẻ Nguyễn Thị Nguyệt đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Y Hà Nội. Chắc chắn em Nguyệt sẽ rất vinh dự và tự hào về điều này. Đây hoàn toàn là kết quả rất xứng đáng với những công sức em đã bỏ ra. Hành trình tiếp theo với em Nguyệt sẽ là 3 năm học bác sĩ nội trú và sau đó sẽ còn phải tiếp tục học tập và làm việc để giúp đỡ, để điều trị cho các bệnh nhân. Sẽ còn rất nhiều vất vả và khó khăn hơn nữa đang chờ em ở phía trước. Chúng ta hãy cùng chúc cho em Nguyệt luôn luôn vững vàng, tình yêu với ngành y luôn mãnh liệt và tỏa sáng hơn nữa. Em là tấm gương sáng để cho rất nhiều bạn trẻ học tập theo. Ở đâu đó ngoài kia, Đình Vũ biết, vẫn có không ít những em học sinh, những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có không ít em chắc hẳn đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, không biết có nên tiếp tục đi học nữa hay không, hay là nghỉ học đi làm luôn để giúp đỡ gia đình. Đình Vũ rất hy vọng các em hãy lấy tấm gương của đảng viên trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Thị Nguyệt, vượt nghịch cảnh, xuất sắc đỗ bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chuyên ngành ung thư để có thể có thêm động lực tiếp tục phấn đấu. Mỗi ngày cố gắng nhiều hơn một chút, rồi dần dần những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Đình Vũ. Đừng quên sub kênh ủng hộ mình để đón xem những video mới nhất. Let's go!